Tôi có được nấu nướng bên ngoài không? Trong Fire Danger Period, tôi không được. Trừ khi tôi chắc chắn rằng đó không phải là một ngày nhiều gió. Và có một khu vực trống trải xung quanh và phía trên lò nướng barbecue. Phải có một người canh chừng mọi lúc. Và lò nướng cần phải được tắt khi kết thúc. Vào Total Fire Band Day, tôi chỉ có thể sử dụng lò nướng barbecue bằng gas hoặc điện. Tôi cũng cần phải có nơi tiếp cận với nguồn nước. Tôi không được sử dụng barbecue đốt củi hoặc cục nhiên liệu hoặc tương tự. Để tìm hiểu thêm về cách thức làm tiệc nướng barbecue đúng luật, hãy truy cập cfa.vic.gov.au/languages.